Hà Nội đang chuẩn bị bước vào những ngày hè rồi, nhưng mà cái dư âm của những ngày lạnh giá vẫn còn. Chính vì thế mà Đồng Hùng đã chọn cho mình hôm nay đó là món bánh trôi tàu như một lời chia tay với những ngày lạnh giá. Thời tiết tháng 3 rất đáng yêu để ăn chè, bởi trong cái xe lạnh ấy, bạn có thể ăn chè với đá, thậm chí ăn những món chè nóng cũng là một lựa chọn không tồi. Đặc biệt, món bánh trôi tàu ở chè bốn mùa hàng cân. Nếu quán đông, bạn sẽ phải đợi xếp hàng, nhưng đôi khi chờ đợi cũng là hạnh phúc. Mà như các bạn có thể thấy, đó là cách bày trí rất là đẹp. Và cái ở phần trên này có rất nhiều nước cốt dừa. Và đặc biệt cũng là một người rất thích ăn nước cốt dừa. Nó không bị quá ngọt, là cái độ dẻo rất là cao. Thanh thanh bùi bùi, đấy là cái mà Hùng cảm nhận được. Bên cạnh nhân đỗ xanh, bánh trôi tàu ở đây còn có nhân vừng đen, rất là thơm và ngậy. Em, hai bạn ăn ở đây lâu chưa? Bọn em ăn ở đây từ bé ạ. Bé? Vâng. Quán này mở được cũng lâu rồi mà anh. Mình được bạn nữ giới thiệu đến đây, nên mình cũng thích luôn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Làm sao cái bánh trôi tàu này của mình có thể vừa dẻo nên là vừa dai như thế, vừa thơm? Đây là do cái bột nếp. Bột nếp. Do bột nếp cái gạo, là cái gạo cũng phải chọn cái gạo nếp cái hoa vàng. Và cũng có hy vọng cả một cái thời tiết nếu mà có cái gió đông xe xe một chút thì lại là ngon nhất. Rắn nát mặc dù tay kề nặng đấy gì. Con thấy ở dưới này có cái bếp dầu. Lâu lắm mới nhìn thấy bếp dầu đấy, bởi vì bình thường là bây giờ ở ngoài ăn thấy bếp ga với bếp ga công nghiệp. Mà bởi vì là dầu nó mới om được cái bánh này thì nó mới là ngon. Buộc lòng là phải dùng bếp dầu. Vậy là bí quyết thật sự nằm ở cái bếp dầu. Với hương vị như này, với thời tiết lạnh lạnh như thế này và cộng thêm là với cái bí quyết mà không ai ngờ tới thì không có một lý do gì mà chúng ta không ăn thêm một vài bát nữa, đúng không bạn? Cô ơi, còn bát nữa cô ơi. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay. Cho các bạn chính năm ơi.